Lâm Vũ nhanh chóng từ trong phòng ngục giam của Hắc Nguyệt đi lên trên bong tàu. Ngay khi thấy động tĩnh của Hắc Quang Pháo không còn nữa, Lâm Vũ hỏi: "Tại sao ngươi không bắn tiếp?" Tên lái tàu đáp: "Đề đốc chúng ta hết đạn rồi." Lâm Vũ không chút để tâm nói: "Mọi người ra ngoài truy đuổi kẻ thù, ta sẽ đảm nhận công việc của văn phòng thuyền trưởng." Tên lái tàu có chút ngập ngừng thốt lên: "Nhưng mà." Lâm Vũ hỏi bằng giọng lạnh lùng: "Ngươi dám trái lệnh quân đội sao?" sau câu nói đó lâm vũ còn không quên cho tên lái tàu một cú tát trời dáng thể hiện uy nghi của một vị đề đốc tên lái tàu ngã vào lòng của mấy tên lệ quỷ kia rồi hét lớn lệnh thứ hai lâm vũ lại lạnh giọng nói còn không mau đi tông giọng của cậu đã hoàn toàn trở nên có chút ác độc tên lái tàu vội vàng đứng dậy lau đi máu trên mép mình rồi nói vì lợi ích của đề đốc là ngươi chúng ta đi ngay sau đó đám lệ quỷ của hạm đội hắc triều liền dùng thuyền nhỏ để bao vây thẩm ngư khiến cô có chút ngạc nhiên cùng bàng hoàng. Tiêu diệt cô ta đi. Mỗi con lệ quỷ đều nắm giữ một khẩu pháo, mà chúng còn cực kỳ siêng năng bắn pháo về phía thẩm ngư, hoàn toàn không chút thương hoa tiếc ngọc gì. Thẩm ngư vừa nhanh nhẹn né đạn vừa khẽ trầm trồ, những người tiểu lính này thật cứng rắn. Thẩm ngư quay thuyền về phía ngược lại thì liền thấy xa xỉ cùng nệ loa vẫn chưa có hồi kết. Cô ta hét lớn, ngươi phải bắt hạ được tặc vương trước. Xa xỉ đưa mắt nhìn về đám lệ quỷ của Hắc Triều rồi bất ngờ thốt lên, Bọn họ vẫn đuổi theo bất kể giá nào à? Đề đốc Phong Đô này có biết chiến đấu không thế? Nói rồi Sa Sỉ vội vã quay người lại về phía bọn họ rồi nói, mặc dù Đề đốc Phong Đô có thể có lý do riêng khi làm việc này, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ chịu thương vong nặng nề, ta phải đến hỗ trợ bọn họ. Nệ Loa cười thầm, muốn rời khỏi đây à và Thăng 39? A ha, bây giờ để ta giữ ngươi lại cho Phong Đô đại đế. Nói rồi nhân lúc Sa Sỉ mất tập trung nên Nệ Loa vội vã tung liên hoàn cước về phía hắn khiến xa xỉ la lối om sòm bỗng dưng từ đâu đó có một cái roi điện được phóng thẳng vào lưng thuyền trưởng xa xỉ khiến lão ta kêu lên đầy thống thiết ai mà lại chơi đánh lén như vậy chứ nệ loa nhìn xa xỉ rơi xuống nước cái tủm thì cực kỳ cao hứng cười ha 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 cuộc tấn công lén lút này thật điển thì ra đòn roi vừa rồi chính là của thẩm ngư cô ta hỏi nệ loa bằng chất giọng lạnh lùng ngươi cười cái gì bọn cướp sông nin nếu dám trái lệnh bệ hạ các ngươi cũng phải chết sau đó cả thẩm ngư và nệ loa đều lao vào đánh nhau nệ loa khẽ nói tốt thôi cả hai bên dường như cân tài cân sức nên chưa thể phân thắng bại. Nhưng vì đã tốn nhiều sức lực cho sa sỉ ban nãy cho nên hiện tại nệ loa rất nhanh đã thấm mệt. Hắn ta run rẩy nghĩ, thật là một sức mạnh mạnh mẽ. Đây có phải là sức mạnh thật sự của đế đốc được cuồng lang phái đế không? Cũng may phong đô đại đế đã sớm sắp xếp. Nếu không nàng ấy cùng sa sỉ liên thủ, nệ loa hiệu của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Nệ loa nhanh tròn quay đầu nghĩ thầm, phải rút lui thôi. Hy vọng rằng phong đô đại đế đã hoàn thành nhiệm vụ của mình cùng lúc này xa xỉ cũng từ dưới mặt nước ngoi lên miệng không ngừng hò khu khụ ra cả đống nước đang chưa kịp định thần thì đột nhiên một sợi dây thừng từ đâu tới quấn chặt quanh người của xa xỉ khiến lão ta bàng hoàng sừng sốt thẩm ngư siết chặt lấy sợi dây thừng rồi hỏi ngươi có phải là thuyền trưởng của hạm đội hắc triều thuyền trưởng xa xỉ không xa xỉ to mồm đáp đúng vậy thì sao hắn vừa trả lời xong thì đã bị thẩm ngư cho một cái tát ngay mặt cô chửi đồ phản bội vô liêm sỉ cuồng lang bệ hạ đối xử tốt với ngươi nhưng ngươi lại phản bội bệ hạ sa sỉ nhức đầu thốt lên cái gì tốt cái gì phản bội cuồng lang bệ hạ ta đã bao giờ làm điều như vậy đâu thẩm ngư quát lớn ngươi còn dám ngụy biện nữa không nếu ngươi không phản bội bệ hạ tại sao lại tấn công ta sa sỉ ngờ vực hỏi ngươi không phải là quân tiếp viện của nệ loa hiệu sao ta tấn công ngươi theo lệnh của quỷ vương bệ hạ thẩm ngư ngỡ ngàng thốt lên cái gì cơ rồi đột nhiên thẩm ngư lại kéo mạnh sợi dây thường khiến cả cơ thể mập ú của sa xỉ bay lên thuyền khiến nó cho đảo hồi lâu thẩm ngư lôi giấy tờ ra rồi nói ta là đề đốc của cuồng lang quỷ quốc đó là mệnh lệnh của ta sa xỉ lúc này mới tá hỏa sờ vào giấy trắng mực đen trước mặt đó quả thật là khí chất của quỷ vương hắn quay đầu nhìn lại hạm đội hát chiều rồi dối trí phong đô chẳng lẽ hắn nói dối quay trở lại với lâm vũ hệ thống thần hào hiện lên phát hiện âm đạo cao cấp thiếu bản đồ lâm vũ cầm tấm bản đồ lên rồi nói bản đồ này hóa ra là vũ khí nhất tiện âm khí mặc dù đẳng cấp không cao nhưng với tư cách là tài sản tập thể vai trò của nó là hiển nhiên khó trách hắc nguyệt muốn bằng bất cứ giá nào cũng có được thế nhưng cậu không biết tên thuyền trưởng xa xỉ đã biết mọi chiêu trò của cậu cho nên hắn ta vội vàng chạy lên hạm đội định đánh úp lâm vũ bằng một đòn chí mạng phong đồ lâm vũ không chút sợ sệt mà chỉ nhẹ nhàng gọi trúc tướng ngay lập tức trúc tướng liền được triệu hồi và cản xa xỉ lại không cho hắn đụng vào một cộng lông của lâm vũ trúc tướng và lâm vũ nhanh nhẹn lùi ra sau rồi trúc tướng lớn tiếng khen tốt xa xỉ lúc này mang bộ dạng của kẻ bị rất mũi nên cực kỳ phẫn nộ phong đô hóa ra ngươi chẳng phải đề đốc gì cả đồ gián điệp sao dám giở trò đồi bại với hạm đội hắc triều của ta như thế lâm vũ nhanh chóng lấy mặt nạ âm khí ra rồi khẽ hỏi cuối cùng ngươi hoàn thành nó chưa cậu phấn khích nói thật tiếc là ngươi đã chậm một bước ở nệ loa hiệu bạch thu nhi đã đoàn tụ với hắc nguyệt và đinh lương cả ba người đứng ngay mũi thuyền đầy bất an chủ thượng sa sỉ tự tin nói không sao cả dù ngươi để người phụ nữ đó bỏ chạy nhưng giờ ngươi cũng không thể bay được thẩm ngư cũng cực kỳ tự tin chỉ riêng đầu bếp này thôi không thể sánh được với hai vị tướng quỷ trung cấp của chúng ta để đó cho ta đi nào thế là cả thẩm ngư và sa sỉ cùng song kiếm hợp bích cùng sông về phía lâm vũ và trúc tướng với sự đắc chí trong người cả ba người cùng lúc chạm vào nhau uy áp cũng không thể nói là tầm thường bỗng trúc tướng reo lên ôi không ngờ lại có ngày trúc tướng bị hai tên mãnh quỷ đá bay ra ngoài thậm chí cửa kính cũng vỡ tan lâm vũ tuyệt nhiên không chút bất ngờ nào mà nhảy ra chung với trúc tướng còn cực kỳ thân thiện vẫy tay chào bay nha xa xỉ ngơ ngác nhìn theo bọn họ lâm vũ nhanh chóng ra lệnh mệnh hồn họa bút âm khí hóa hình và thế là trúc tướng và lâm vũ thành công đáp xuống chiếc thuyền nhỏ được mệnh hồn họa bút vẽ ra thoát được một kiếp nạn thẩm ngư đứng trên hạm đội lớn tiếng nói vô ích thôi nước yếu sẽ ăn mòn âm lực thuyền của ngươi sẽ không thể đi xa được lúc này lâm vũ cũng nhận ra bên cạnh mình là cả một quân đoàn lệ quỷ đang tiến lại gần mình trên tay không là khẩu pháo thì cũng là đao tên lái tàu lên tiếng phong đô khi giả làm đề đốc cáo giả sức mạnh của hổ nhưng giờ đã đến lúc phải phản tác dụng rồi chỉ cần giơ tay lên và bị bắt, ngươi đã bị chúng ta bao vây rồi." Lâm Vũ búng tay thầm gọi hệ thống, không gian hệ thống bỗng phát ra ánh sáng. Ngay lập tức trên tay cậu liền xuất hiện một lá bài, ánh sáng của âm khí tỏa ra cực kỳ đáng sợ.